Chào. Ai quên phát biểu nào sai em? Câu A đúng phải là gì? Sửa thành đúng là gì? Sửa cho nó đúng á. Đâu rồi? Sao kỳ vậy? Alo? Sao xuất hiện được có một xíu gì là mất luôn á hả? Rồi chúng ta có là gì? Cái này sửa thành đúng là A mũ M nhân A mũ N, nó sẽ bằng A mũ M cộng N ha. Rồi câu số 3. Câu số 3 thì chỗ này nè, các em nào giờ làm tự luận thì nó sẽ nhanh hơn làm bấm máy nữa, nhưng mà dù sau này á, em nào mà chỗ này không biết tự luận thì sẽ bấm máy. Nhưng mà tự luận cái này dễ nào Quân, viết thành gì? Bằng bằng à, bằng phần tư. Còn sau này á, rồi từ cái hang ta chọn câu A, bữa có chỉ bấm máy rồi đúng không? À, với trường hợp mà nếu mà nó phức tạp á, thì mình cứ bấm gì căn của alpha x nhân căn của alpha x. À, bấm cho nó đúng cái cấu trúc này nè, căn làm căn nè, nếu mà mình trừ đi một trong bốn cái đáp án nó bằng không thì nó đúng. Mình ví dụ a mũ 3 phần 2 đi, đó là alpha x mũ 3 phần 2, ví dụ vậy. Mình can lại, mình can được có can số 1, số gì ấy, mình can số 6 ơi là 6, 1,1. 1,1 thỏa điều kiện ở đây nha. À, ôi rồi ôi là nó sai đúng không, nó phải bằng không mới đúng. Như vậy mình sửa lại, không phải là cái câu B, thì ta sửa lại câu A thử coi. Đồng tư ta cũng can, đó là 1,1, nó bằng không vậy mới đúng. Câu số 4, tập xác định của cái hàm số này là gì vậy? Nguyên hãng số 4. Ở đây là có log, log đề cơ số 10 thì chúng ta có điều kiện của cái con x là x phải lớn hơn không, ta chọn câu A. Câu số 5, thiên. Điều kiện là gì? X trừ 3 lớn hơn không? Tại vì ở đây là mũ E, mà E đó là số 2,7 mấy, nó là số không nguyên, thì điều kiện là cái Fx nó phải vuông. Rồi các em đi giải ra này, trong trái ngoài cùng có hai nghiệm, đó là 1 và trừ 3, vậy X bé hơn trừ 3 hoặc X lớn hơn 1. Chọn câu à. Câu số 6 này dễ rồi. Câu này còn ai ta? Thức đi. Alo. À, câu này làm sao? Câu 6. Câu D hả? Không so sánh được hả? Ôi hay vậy đó hả? Rồi cái này A bằng B mũ 2019. Còn bên đây loga cos số 3 của B bằng 2019 thì suy ra B bằng mấy? Cái gì? B bằng 3 mũ 2019. Ủa? Ai nói vậy? Loga cos số A của X bằng B, vậy suy ra X bằng A mũ B. Ủa gì kỳ vậy? À, hai thằng này đó là so sánh cùng cùng số mũ khác cơ số đúng không? Như vậy cơ số nào lớn hơn thì nó lớn hơn bi, lớn hơn 3 nè. Như vậy chọn câu gì? Câu C. Bi là 3,14 lận anh. Này là 3, à đúng rồi. Rồi, nghĩ sao chọn câu D vậy?
Thôi, không có lộ. Học mà cứ lộ. Khôi câu số 7. À, câu 7. À, sao không có ai mà đạt cái gì không có vượt qua con số mười mấy á. Gì mà thấp dữ vậy trời. Nay Kim Linh nó nghỉ à. Trường một à, bi mũ trường một thì tương đương bằng trường một với ít bằng ba câu B. Câu số 8 nào, thì tập nghiệm của cái phương trình này là bằng bao nhiêu thảo nguyên, làm gì đầu tiên? Chưa, hiểu đúng nguyên tắc. Một trừ y phải lớn hơn không, tức là y phải é hơn một. Sau đó chúng ta đi giải cái này là một trừ y bằng hai mũ không, đúng không? Là bằng một, vậy thì y bằng mẹ, y bằng không. Thì chúng ta chỉ có một điểm duy nhất, đó là B. Câu số 9, log bằng log là thảo nguyên nào. Làm gì đầu tiên? Nguyên. Rồi nghe rồi đó. Làm gì đầu tiên? Hơn gì chi? Đúng rồi. Cứ gặp log loga là phải có điều kiện là ít lớn hơn không. Giải con này coi. Có hai nghiệm là không vào bấm gì đây, ít nhân tử chung không và một đúng không, đặt ý ra có phải là ít hơn ý trừ một, có hai nghiệm là không và một. Ở đây chúng ta xét dấu coi cho không và một trong trái là à, ta cần lấy dấu à, vậy ít gì ít bé không bằng ít lớn hơn một, gộp hai cái thằng này lại chúng ta sẽ chọn là gì? Ít ít lớn hơn một nó sẽ thỏa hai cái điều kiện này hết ha. Rồi thầy bôi hết nha, ít lớn hơn một. Rồi giải hai con này dạng gì vậy? Hay là loga cùng à, nói chung là hai loga bằng nhau và hai loga cùng cơ số thì làm cái gì cho trong đây nó làm sao bằng nhau thì ít bằng ít bình trừ ít tương đương là ít bình trừ hai ít bằng không, vậy ít bằng bấm bấm chi cho mệt, vậy ít bình trừ hai ít bằng không, vậy ít bằng. Ôi tập thói quen đi chứ đâu phải cái gì mới. Ờ nhân tử chung là ít. Ít bằng không và ít bằng. Rồi chọn con nào. Đây con nhận nè. Nghĩ sao về. Thấy không thầy nói á, đi thi á, học sinh nó mấy cái bài dễ vậy mà làm sai. Sai ở chỗ. Sai ở cái chỗ quên điều kiện. Chỉ vậy thôi. Tức là làm cho đã. Là ồ, vậy là mình ra đúng rồi. 02 nè, 02 quốc. Cuối cùng, quên cái điều kiện. Chỉ có vậy thôi. Làm toán loga, thật ra mấy em đi học ở lớp hoặc là 40 câu đầu, nó không có khó đó. Nó cỡ như vậy chứ nó không có khó. Nhưng mà ăn thua hơn kém nhau là ở cái điều kiện. Là làm xong nhớ đi kiểm tra lại giùm. Chứ nếu không chúng ta bị dư nghiệm. Rồi, câu số 10. Câu 10 đây là dạng bất phương trình nè. À, bất phương trình. Kim Linh nè. Alo. Rồi, mất rồi.
Rồi, 2 mũ ít lớn 4 viết lại thành gì? Đây cơ số sao? Lớn 1. Lớn 1 nên nó có đổi chiều không? Như vậy tương đương là viết lớn hơn 2. Chọn câu đâu rồi? Rồi, câu số 11. Câu số 11, nhờ bạn tiếp theo quay trở lại ban đầu ha. Như đủ dòng rồi phải không? Rồi, Vũ Anh. Y bằng x mũ vi, đạo hàm cấp 2 dùng. Y phải trước coi. Chợ chữ thì mà n gì? Gì? X mũ alpha chứ có phải là A mũ x đâu mà len. Rồi đây là cấp 1, cấp 2 nào. Này hạt số kệ nó. Tính đạo hàm cấp 2 tại 1 bằng mấy? Tại 1 có nghĩa là chỗ gì ta thế bằng số 1. Dễ bằng. Chọn câu. Okay. Câu số 12. Ai vậy? Nãy giờ quên luôn nè. Câu số 12 nha. Câu số 12, bạn tiếp theo là bạn Thức. Rồi, làm gì đầu tiên? Ê, nói nghe nè, đưa nó ra khỏi cái quạt giùm. Rồi. Tiếp theo, làm gì đầu tiên? Wow, trời ơi. Là gì? Rồi, làm gì biến đổi nào? Gì đọc gì vậy? Không có lóc. Lóc là cơ số 10 mới đọc lóc. Đây là loga cơ số 2 của x mũ 4 bằng gì? Ở đây là viết thành 2 mũ gì? Phần tử của x thì nó bằng gì? 4. Tại vì 1 chia 1 phần 4 là bằng 4. 1 chia alpha nhớ không? Đây là loga cơ số 2 của x. Viết lại thành gì nào? Loga cơ số 2 của x mũ giống y chang không? Vậy tập nghiệm của nó sẽ là gì? 7 sẽ là điều kiện đó. Sao R được? Tập nghiệm của nó chính là cái điều kiện, tại vì nó là nó đúng không? Chứ sao R thì được? Chọn câu. Đây. À, chỗ này học sinh ra hai cái bằng nhau chọn R được lắm. Tập nghiệm của nó chính là cái điều kiện đó. Đó, nó bảy vậy thôi chứ có gì đâu. Kịp ha, không kịp nhớ là làm. Rồi, câu số 13. Nguyên hãng nào làm sao nào? Bây giờ muốn làm kiểu gì? Hả? Hả? Tự luận hay bấm bấm máy? Em làm á? Giờ em làm tự luận đi. Vậy làm sao? Bằng gì? A mũ căn 3 cộng 1 nhân A mũ 2 trừ căn 3 thành gì? Hai thằng này cộng lại ở dưới đây mũ A mũ gì? 2 trừ 4 là còn trừ 2, vậy nó sẽ bằng gì? A mũ 3 nhân A mũ 2 đúng không? Lật ngược lên bằng A mũ cái gì? A mũ 6. Hai này cùng cơ số cộng lại nha. Câu A.
À, chúng ta thường á, thì những bài này á, thì em nào là biến tính tai á, thì chúng ta sẽ đi bấm máy y chang hồi nãy thôi. Alpha x mũ căn 3 cộng 1 nhân cho alpha x mũ 2 trừ căn 3 chia cho mở ngoặc ra alpha x mũ căn của 2 trừ 2 đóng ngoặc lại tất cả mũ à, tất cả mũ căn 2 cộng 2 đó. Sau đó em trừ đi một trong bốn cái đáp án nếu mà không bị đúng. Giờ thì trừ a mũ 4 đi, alpha x mũ 4 đúng không, thì căn cho 1.1, số 6 ơi là 6 miễn nó thỏa điều kiện ở đây là a lớn hơn không nha. Như vậy đây 1.1 được rồi, không bằng không nha, là không đúng phải không? Vậy sửa lại chọn câu a nha, a mũ 5 nha, căn 1.1. Ôi sao nó không bằng không nhỉ? À sai cái biểu thức đây nè. Trời ơi, đây nè, căn 2 trừ cho 2 nằm ở bên ngoài đó, căn lại nha, nó bằng không nè. Rồi, câu số 14. Câu số 14 cho hàm số là y bằng fx. Tìm giá trị của tham số m để y bằng fx và cái đường thẳng y bằng 2m cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Thì chúng ta hình dung y bằng 2 mũ m với m là tham số, thì y bằng 2 mũ m nó cũng là một hàm số, đúng không? Nó là một có cái hàm số. Vậy đây là tương giao giữa giữa cái hàm số fx và một hàm hằng, mà hàm hằng nó chính là một cái đường thẳng đúng không, nó chính là một cái đường thẳng đó, nó cắt cái trục tung và song song với trục vành. Vậy đây y bằng 2 mũ m đúng không, đây là tương giao. Thì chúng ta sẽ thấy cắt tại hai điểm phân biệt, thì chúng ta nhìn lên chúng ta cho cái thanh này nó trượt, thì chúng ta thấy hai điểm phân biệt là một là nó nằm ở tiếp xúc ngay chỗ này nè, hai là nó nằm tiếp xúc ngay chỗ này nè, đúng chưa, là nó sẽ có hai hai điểm hai nghiệm nó cắt nhau tại hai điểm. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng đó là y bằng 2 mũ m, tức là đây là hàm mũ đúng không, nó giống như lũy thừa vậy đó, thì cái con y bằng 2 mũ m này nó luôn dương, thì chúng ta thấy là nó không thể nào nằm ở dưới cái phần âm này hết, ta bỏ nó đi. Như vậy nó chỉ còn một trường hợp thôi, đó là y bằng 2 mũ m nó nằm ở ngay cái vị trí này nè, tức là nó cắt ô y ngay tại vị trí đó là y có tung độ bằng 2. Vậy thì ta sẽ suy ra được đó là 2 mũ m bằng 2, đúng chưa, mà 2 đó là chính là 2 mũ 1, 2 mũ m bằng 2 mũ 1 tức là tương đương là m bằng 1, đúng chưa. Người ta hỏi mình ở đây là m nó cái giá trị của nó nằm trong cái khung nào, m thuộc, tức là người ta đáp án cho mình đó là một tập số, tập số chứ không phải là tập nghiệm đây. Thì chúng ta thấy là m bằng 1 đây nè, có con số 1 nè, lấy câu A. M này từ trừ 1 tới 0 không chứa số 1, m lớn hơn 1 không chứa số 1, m bé hơn trừ 1 không chứa số 1, chỉ có cái tập số này nó có chứa số 1 thôi. Như vậy chúng ta chọn câu A. Người ta ghi rất là rõ là m thuộc từ 0 cho tới tới 1. Đúng không? Thuộc từ 0 cho tới 1. Vậy coi cái con số 1 nó có thuộc tập nào trong đấy? Tập này chứ tập nào, chú ý ha, trong các cái đề người ta cũng hay hay cho cái đáp án kiểu như vậy, học sinh phải phải lanh lẹ xíu chứ đừng ngồi đó la lên ồ đáp án sai. Rồi, câu số 15 tương đương với phương trình nào sau đây, Thảo nè. Đây là phép biến đổi tương đương, về tương đương gì em? Của x tất cả bình phương, loga cơ số 2 của x tất cả bình phương đọc á, chứ không phải là loga cơ số 2 của x bình phương cũng không đúng. Tại vì ở đây là loga cơ số 2 của x tất cả bình phương. Rồi là nhân của x cộng 3
bằng không, con này chưa xong, viết lại là loga cơ số 2 của x tất cả bình rồi, trừ loga cơ số 2 của x bằng mấy, cái gì, cái này bằng mấy, đây là 2 mũ 3 đi, 3 trừ 3 cộng 3 à, vậy tương đương với câu C. Nhớ ha, loga cơ số 2 của 8 nó chính là loga cơ số 2 của 2 mũ 3, đem 3 ra bên ngoài còn 3 nhân loga cơ số 2 của 2, loga cơ số 2 của 2 bằng 1, như vậy tới đây là trừ 3, trừ 3 cộng 3 bằng 0. Câu số 16. Rồi, câu số 16 Quỳnh ạ. Rồi, làm gì đầu tiên? Rồi, điều kiện là gì nào? Đó, không. Như vậy, 2 mũ x sẽ bé hơn. 2 mũ x bé hơn 4 đúng không? Mà 4 chính là 2 mũ 2. Như vậy, ở đây 2 là cơ số lớn hơn 1. Vậy giữ nguyên chiều tương đương x bé hơn 2. Đây, giữ nguyên chiều. Rồi, sau đó chỗ này em làm gì đây? Tương đương gì? Vũ Lan, loga nè. Loga cơ số A của y mà bằng alpha đi, tương đương là y bằng A mũ alpha. Để đây viết lại thành gì? 4 trừ 2 mũ y bằng 2 mũ 2 trừ y. Rồi viết tách ra nào. 4 trừ 2 mũ y bên đây viết lại thành gì? À, thầy viết lại thành là 2 mũ 2 chia cho 2 mũ x được không? Được không? 2 mũ trừ x thì thầy viết thành 2 mũ x bên dưới. Như vậy chỗ này các em sẽ bằng gì? Đó là 4 trừ 2 mũ x bằng 4 chia cho 2 mũ x. Đúng chưa? Chỗ này em đặt t bằng gì? Bằng 2 mũ. Thì suy ra phương trình thành chia t. Vậy chúng ta sẽ ra phương trình là quy đồng lên. Bỏ mẫu ha, cái này đặt điều kiện rồi thì quy đồng bỏ mẫu. Rồi, điều kiện t đây lớn hơn 0 nè. Vậy chúng ta sẽ có là gì? 4 t trừ t bình bằng 4. Thầy viết lại thì sẽ có t bình trừ 4t cộng 4 bằng 0. Đây là hằng đẳng thức. Vậy ta có là t trừ 2 tất cả bình phương bằng 0 thì tương đương là t bằng 2. Đúng chưa? T bằng 2 ta phải trả về x thì thầy sẽ suy ra được là 2 mũ x nó sẽ bằng 2. Thì suy ra x bằng mấy? X bằng 1 có thỏa điều kiện không? Đó, chọn câu C. À, đây là chúng ta giải cái câu này à, cái là thật ra là những câu này nó cơ bản thôi, nó không có quá khó. Rồi, ta đi tiếp. Câu 17 là nghiệm nguyên dương lớn nhất của phương trình này thuộc cái khoảng nào? Có nghĩa là chúng ta phải đi tìm được cái nghiệm, và tức là chúng ta giải tự luận ra, giải tự luận ra. Rồi, Quân nè. Bài này giải sao? Giải sao nè? Biến đổi nè. Cái gì? Cái gì? À, học sinh rất dễ sai chỗ này nha. 4 mũ x trừ 1. Học sinh hay viết là bằng 2 mũ 2 x.
Trừ mấy? Trừ hai hả? Ok, rồi đồng ý. Tưởng nó trừ một, rồi tiếp. Trừ cho 2x mũ trừ bé hơn hoặc bằng 3. Viết lại tách nó ra, viết lại đàng hoàng coi là 2 mũ 2x chia 4 trừ nhiêu? 2 mũ x chia 4 bé hơn hoặc bằng 3. Với vậy lúc này các em sẽ ra là 2 mũ 2x trừ 2 mũ x bé hơn hoặc bằng 12. Đặt t đúng không? Em nào mà quen rồi thì chả cần phải đặt t, cứ tưởng tượng đây là một cái phương trình theo 2 mũ x. Viết đó thì phải viết ra đặt t bằng 2 mũ x lớn hơn. Để em sẽ có là t bình phương trừ t trừ 12 bé bằng 0. Rồi. Vậy chỗ này bấm máy ra thầy coi hai nghiệm như vậy. Trừ 3 dưới 4, đây là bất phương trình thì chỗ này là không không, trong trái ngoài ngoài cùng. Như vậy chúng ta cần lấy dấu âm, vậy thầy sẽ suy ra nghiệm là gì? T nằm trong phản nào? Có lấy dấu bằng không? Có 2 phần 4 trả về x nào? 2 mũ x lớn hơn hoặc bằng trừ 3 bé hơn hoặc bằng 4. À, giải từng con nào. Vậy con đương x lớn bằng mấy nào, bé bằng mấy? Bên đây 2 mũ x bé bằng 4, 4 là 2 mũ x bé hơn bằng 4. Số 4 viết thành 2 mũ 2. Cơ số này lớn hơn 1 thì giữ nguyên chiều là x bé 2 đúng không? Bên này 2 mũ x lớn hơn bằng trừ 3, giải sao 4 x ra làm gì? Lấy loga hai vế đúng không? Nhớ chưa? Loga cơ số 2 của trừ 3. Này là thế trật lớp rồi. Như vậy chúng ta sẽ thấy là gì? 2 mũ x lớn hơn bằng trừ 3 là đương nhiên đúng không? Điều kiện của chúng ta là chỉ cần nó dương thôi đúng không? Đúng không? Như vậy chỗ này lớn hơn bằng trừ 3 mà điều kiện của chúng ta là nó dương. Như vậy chỗ này kết hợp với điều kiện, kết hợp với điều kiện. Thì chúng ta sẽ có là 2 ví thừa x bé hơn bằng 4 lớn hơn 0. Chưa? Lớn hơn 0 mà 2 mũ x lớn hơn 0 là đương nhiên rồi. Như vậy em chỉ cần ở đây là x bé hơn bằng 2. Như vậy chúng ta sẽ ra con gì? Câu nào vậy? X bé hơn hoặc bằng 2. Nó hỏi thuộc khoảng nào hả? Thì nguyên dương lớn nhất, nguyên dương lớn nhất, vậy số mấy? X bằng bằng 2. Và số 2 thì nó thuộc anh này. Chọn câu C. Phân biệt rõ cái câu người ta hỏi nha. Cái câu này người ta hỏi là gì? Đó là cái nghiệm nguyên lớn nhất nó thuộc cái khoảng nào, chứ không phải những khoảng này là nghiệm nha. Những khoảng này là những cái khoảng người ta cho bất kỳ thôi, mà người ta muốn hỏi em là cái nghiệm quy dương nó nằm trong cái tập nào ở trong bốn cái tập số này. Thì chúng ta giải ra được tập nghiệm của chúng ta là x bé hơn bằng 2. Thì số 2 là số nghiệm nguyên dương lớn nhất, và chúng ta đối chiếu coi nghiệm nguyên dương lớn nhất nó nằm trong cái tập nào thì chúng ta thấy nằm trong câu C. Hay là câu số 17 đó. Rồi, Nguyên Hải nào kịp không? Đi tiếp nghe. Rồi, câu số 18, lấy kép nè.
Câu này á, cái đề cho nó chưa rõ ràng. Đáng lẽ phải nói là gì? Lãi suất được cộng dồn vào mỗi năm, chứ ghi như vậy á là không có đúng. Cái đề này nè, nếu ghi như vậy học sinh nó làm lễ đơn cũng được. Đó. Ông A gửi số tiền là 1 tỷ đồng vào ngân hàng với lãi suất 8% trên một năm. Và ở đây nó trả cho mình đó là lãi đơn hay lãi kép. Một bài toán phải cho mình biết đó là lãi đơn hay lãi kép. Chứ không có thể nói khơi khơi như vậy được. Tại vì nguyên tắc một bài toán thực tế là gì, mình gửi ngân hàng thì nó phải có chính sách rất là rõ ràng, chứ không thể nói chung chung là học sinh thích hiểu lãi đơn thì lấy lãi đơn, thích hiểu lãi kép thì lấy lãi kép, không phải như vậy. Đó. Chúng ta đi ra ngân hàng thì rõ ràng là một là lãi đơn, hai là lãi kép. Hả? Vậy thì lãi đơn là gì? Lãi kép là gì? Lãi đơn có nghĩa là như vậy nè. Bây giờ em bỏ vô 100 triệu. Em gửi ngân hàng với lãi suất thầy cho giống như vậy đi, một năm đi ha, là giống như đây đi 8% trên năm. Đó, 100 triệu với lãi suất 8% trên năm. Nếu mà lãi đơn á, thì em hiểu như vậy. Tức là thầy gửi, ví dụ thầy gửi là 3 năm. Vậy có nghĩa là năm đầu tiên số tiền của thầy sẽ là 100 triệu, tiền lãi á, là 100 triệu thầy nhân cho 8% của năm thứ nhất. Năm thứ nhất. Năm thứ như vậy sau năm thứ nhất thầy sẽ có tổng số tiền đó là 100 triệu cộng số tiền lãi. Năm thứ hai. Nếu mà lãi đơn nó vẫn có sinh ra từ 100 triệu nhân cho 8%. Nó cũng y vậy đó. Tức là nó chỉ tính trên 100 triệu đó nhân 8% tiền lãi mỗi năm. Và năm thứ ba thì cũng có y vậy, gọi là lãi đơn. Đúng không? Đây là gọi là chỉ có lãi mẹ thôi chứ chưa có lãi con, đúng không? Tức là có 100 triệu đó mỗi năm nó sinh lãi đúng cái số tiền từ trên 100 triệu đó thôi. Đó, mà cái chuyện gửi tiền ngân hàng bây giờ ai ai gửi tiền theo kiểu này, đúng không? Lãi kép là gì? Lãi kép có nghĩa là em gửi vô 100 triệu, năm thứ nhất nó sinh lãi ra bao nhiêu? Đó là 100 nhân cho 8%. Nhưng mà năm thứ hai á, là cái số tiền lãi của em nó chính là tổng số tiền của ban đầu là 100 triệu cộng số tiền lãi của năm thứ nhất em mới đi nhân cho cái lãi suất. Tức là nó lãi kép có nghĩa là lấy cái tiền lãi của năm thứ nhất làm gộp chung vô đồng vốn luôn, rồi mới đem đi tính lãi, đúng không? Nên nó sẽ sinh lãi ra là cái tiền lãi của năm thứ hai nó bao gồm là cả cái tiền vốn của năm thứ nhất cộng với cái lãi suất của cái tiền lãi của cái năm thứ nhất luôn. Còn bên đây là gì? Nó chỉ năm thứ nhất là lãi trên 100 triệu, năm thứ hai cũng lãi trên 100 triệu, năm thứ ba cũng lãi trên 100 triệu. Đó. Mà như vậy thì đâu có lợi gì cho khách hàng nhiều đâu. Thì đúng không? Thì đây người ta gọi là lãi kép. Như vậy em hình dung như thế này là năm thứ nhất thì có tiền lãi là 100 nhân 8%. Vậy thì sẽ có tổng số tiền để tính lãi cho năm thứ hai là bao nhiêu? Là 100 triệu cộng cho 100 triệu nhân 8%. Đây là tổng số tiền của thầy có sau năm thứ nhất. Đúng không? Sau năm thứ nhất. Rồi năm thứ hai nó sẽ tính lãi trên tổng số tiền này nè, chứ nó không chỉ tính lãi trên 100 triệu không đâu. Như vậy năm thứ hai thầy sẽ có tiền lãi trên là 100 cộng cho 100 nhân 8% này nè. Thầy đi nhân 8%. Tức là đây là tổng số tiền vốn của sau năm thứ nhất thầy có đó, vốn sau năm thứ nhất. Đúng không? Thầy mới đi lấy cái này thầy xin lãi. Bởi vậy mình mới nói là lãi mẹ đẻ thầy con đó. Rồi, như vậy sau năm thứ hai thầy sẽ có số tiền lãi này, thầy phải cộng thêm cái rồi vậy thì sau năm thứ hai thầy sẽ có bao nhiêu tiền? Sau năm thứ hai thầy sẽ có là tổng số tiền vốn của năm thứ nhất là 100 triệu cộng cho 100 nhân cho 8% là cái tiền vốn sau năm thứ nhất thầy có đó, là bao gồm tiền vốn 100 triệu ban đầu cộng cho 8% của 100 triệu sau năm thứ nhất. Thầy phải cộng vô tiền lãi của năm thứ hai là 100 cộng cho 100 nhân 8%, tất cả nhân 8%. Đó. Đây là tổng số tiền thì có sau năm thứ.
thứ hai. Và đây là tổng số tiền, thì năm thứ ba thì đi tính lãi là thầy sẽ lấy đi lãi suất trên tổng số tiền của năm thứ hai nhân 8%. Đó, đấy nguyên cái con này nè, nhân cho nhân 8% sẽ ra tiền lãi. Đó, em cứ cộng cộng dồn 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 như vậy. Và cuối cùng em sẽ nhớ công thức rất dễ nhớ, đó là nếu lãi đơn thì tổng chúng ta gọi R là lãi suất của một chu kỳ. Lãi suất của một chu kỳ là sao? Có nghĩa là lãi suất, thí dụ á, mình đi gửi thì tùy, thí dụ có ngân hàng á, lãi suất qua đêm đó là lãi suất theo ngày. Có khi người ta tính lãi suất theo tháng, có người thì tính lãi suất theo theo quý, quý là 3 tháng, có người thì tính lãi suất theo năm, đúng không? Như vậy R này mình được hiểu đó là lãi suất của một chu kỳ. Một chu kỳ đó là gì? Đó là tùy chúng ta quy ước thỏa thuận với nhau là xem như là cái con 8% này nè em lấy trong chu kỳ bao nhiêu. Ví dụ ở trên bài toán này chu kỳ của nó là 1 năm. Còn ví dụ mình đi cho người ta vay hay gì, mình nói ở tháng sau nha, mỗi tháng mày phải trả cho tao bao nhiêu tiền lãi đó, thì lúc đó mình hiểu chu kỳ ở đó là tính tháng. Đấy, thì mình hiểu R là lãi suất của một chu kỳ và nó là phần trăm. Vậy thì nếu mà thầy có là gì, thầy có là mình đi cho người ta lãi sau n chu kỳ thì thầy sẽ đi tính là tiền lãi sau n chu kỳ nha, sau n chu kỳ, sau n chu kỳ. Như vậy tổng số tiền mà thầy có là nhiêu, tổng số tiền có cuối chu kỳ. Đó. Tổng số tiền mà thầy sẽ có ở cuối chu kỳ, tức là ví dụ đây là thầy gửi 3 năm đi. Như vậy ban đầu thì bỏ vô 100 triệu, sau 3 năm thầy sẽ có tổng cộng là bao nhiêu tiền, đúng chưa? Như vậy thì ở đây nếu lãi đơn thì rất là dễ, tổng mình gọi là số tiền ban đầu là A đi. Gọi A là số tiền ban đầu. A là số tiền ban đầu, số tiền gửi ban đầu. Đó. Như vậy nếu lãi đơn đó nha, lãi đơn, lãi đơn thì thầy có đi gì, tổng số tiền mà thầy sẽ nhận được ở cuối cái n chu kỳ thì gửi đó, đó là bn, đó là tổng số tiền mà thầy sẽ có, tức đúng không, nó sẽ bằng là gì, nó sẽ bằng cái số tiền ban đầu mà thầy gửi, tất cả thì nhân cho một cộng cho n là số chu kỳ nhân cho lãi suất. Đó, đây là lãi đơn. Rõ ràng, thấy rõ ràng không nè? Ban đầu vẫn có 100 triệu, mỗi năm nó sinh ra 100 nhân 8%, 100 nhân 8%, 100 nhân 8%. Đó. Như vậy nó sẽ là chỉ nhân nhân cái NR phần trăm này lên thôi. Đó, đó là lãi đơn. Còn lãi kép. Lãi kép thì nó liên quan giống như cấp số nhân mà em đã học đó. Thì em sẽ có kết quả như sau, đó là tổng số tiền mà em nhận được ở cuối cái chu kỳ tiền gửi á, thì BN nó sẽ bằng là số tiền ban đầu em đi gửi ngân hàng một cộng cho lãi suất phần trăm của một chu kỳ, tất cả mũ N chu kỳ lên. Đây là số tiền, tổng số tiền mà em có ở cuối cái chu kỳ. Như vậy thì muốn biết là mình lãi bao nhiêu tiền, đúng không? Muốn biết là mình lãi bao nhiêu tiền thì mình lấy tổng cái số tiền mà mình có ở cuối chu kỳ, mình trừ đi số tiền gốc ban đầu là mình sẽ biết là mình lãi được bao nhiêu tiền ở trong cái chu kỳ n chu kỳ đó. Chứ không có vụ mà tính tiền lãi thì cứ lấy a nhân cho r phần trăm mỗi nào nhận phải. Mình phải lấy tổng cái số tiền mình nhận được ở cuối chu kỳ đó đó, mình trừ đi cái số tiền gốc mình gửi ban đầu thì mình sẽ ra số tiền lãi, đúng không? Đó. Như vậy thì cái ông này nè, cái ông này ổng đi ổng biết là 3 năm nữa thì cho con đi học. Thì cái trường đó nó sẽ có cái gói học phí. Cái gói thứ nhất đó là 150 triệu đồng, gói thứ hai là 200 triệu đồng, gói thứ ba 250 triệu đồng và gói thứ tư là 300 triệu đồng. Ông A đi gửi số tiền là 1 tỷ vào ngân hàng với lãi suất là 8% một năm. Hỏi sau 3 năm thì số tiền lãi của ông A lĩnh được thì con ông ta sẽ chọn tối đa được bao nhiêu nguyện vọng. Tức là nhiệm vụ của chúng ta là phải đi tính coi là số tiền lãi sau 3 năm ông ta gửi từ 1 tỷ đồng đó đó thì ông ta lãi được bao nhiêu tiền sau 3 năm.
Thì cái số tiền lãi đó ta so sánh với các gói học phí, thì ta coi coi cái số tiền lãi đó nó thỏa mãn các gói nào. Nếu thỏa mãn thì chúng ta sẽ nhận, đúng không? Thì chúng ta sẽ trả lời được là với số tiền lãi đó ông ta có thể chọn được tối đa bao nhiêu nguyện vọng. Vậy thì bây giờ chúng ta phải đi tính. Thì ở đây chúng ta nhớ là đề này nó phải là lãi kép, chứ thường á là lãi, đây là bài toán thiếu nè, phải nói rất là rõ ràng chứ không có nói sơ sơ vậy được. Bài toán này đề cho phải là lãi lãi kép. Như vậy thì chúng ta sẽ đi tính tiền lãi ông ta nhận được sau 3 năm. Như vậy chúng ta thấy là cái chu kỳ, cái lãi suất tiền gửi ở đây là R nó sẽ là 8%. 8% trên 1 năm. Vậy chu kỳ ở đây là chu kỳ tính theo năm. Và ông ta gửi 3 năm. Như vậy cái vòng chu kỳ là N nó sẽ bằng 3. Đúng chưa? Sau 3 năm. Tại vì cái chu kỳ của chúng ta là 1 năm lặp lại mà ông ta gửi 3 năm, như vậy N là bằng 3. Vậy thì ông ta gửi số tiền ban đầu là 1 tỷ, tức là A là bằng 1 tỷ, tức là 10 mũ, 9, 10 mũ 9 đồng á, là 1 tỷ. Vậy thì sau 3 năm ông ta sẽ nhận được bao nhiêu tiền? Em sẽ có là tổng số tiền mà ông ta sẽ nhận được sau 3 năm, tức là B, à sau 3 năm là B3. B thì thường người ta có thể ký hiệu là chữ profit, giống như ví dụ vậy. Thì B là bằng của sau 3 năm thì em sẽ có là gì? Công thức của em là A là số tiền gửi ban đầu là 10 mũ 9, tức là 1 tỷ, nhân cho 1 cộng cho lãi suất của em là 8% 1 năm. Phải tính phần trăm nha, là 8 chia cho 100. Hoặc là chúng ta ghi luôn, đó là 8% 1 năm. Và ông ta gửi trong 3 năm, như vậy ở đây là mũ 3. Thì chúng ta lấy máy tính ra, chúng ta vào. Chúng ta có là 10 mũ 9, đúng chưa? Chúng ta đi nhân cho 1 cộng cho 8. Dấu phần trăm thấy không? Cái dấu phần trăm nó nằm ở đâu đây nè, đâu rồi? Cái máy này dấu phần trăm đâu, ai thấy không? Đây dấu phần trăm nè, ngay chữ answer nè, ship an nè. Đó, dấu phần trăm nè, 8%. Tất cả mũ nhiêu? Tất cả mũ 3 bằng. Như vậy là sau 3 năm ông ta sẽ có tổng số tiền bao nhiêu đây nè. Đó, ví dụ là con ít đi ha. Như vậy hỏi tiền lãi đúng không? Thầy sẽ lấy tổng cái số tiền này, thầy trừ đi cái số tiền gốc ban đầu là 1 tỷ, tức là trừ đi 1 tỷ đồng là 10 mũ 9. Thầy sẽ còn là nhiêu? Ấn nút NG, thầy sẽ có 259,7 triệu. Đúng không? Tiền lãi của ổng là 259,7 triệu. Đây là ra cái số tiền ít gì đó. Vậy thầy sẽ có tiền lãi. Tiền lãi thì nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng tổng số tiền em nhận được cuối kỳ mà em đáo hạn đó, em trừ đi cái gì, cái số tiền gốc ban đầu là 1 tỷ, đó là 10 mũ 9 đó, trừ đi cái B ban đầu tức là 9 là 1 tỷ ban đầu, thì em sẽ ra được là 259,7 triệu. Đúng chưa? Thế thì ở đây chúng ta có gói thứ nhất là 150 triệu thỏa hạn, ông ta có thể đóng được cái gói này, tại vì 259 triệu ông ta đóng được cái gói 1. Gói 2 có 200 triệu ông ta cũng đóng được, tại vì 259 triệu thì dư sức để đóng 200 triệu. Gói thứ 3 là 250 triệu mà ông ta có tiền lãi là 259 triệu, ông ta cũng đóng được cái gói này. Cái gói thứ 4 là 300 triệu vượt quá cái số tiền lãi. Như vậy với 259 triệu thì ông ta có thể có 3 sự lựa chọn. Đó là gói 1, gói 2 và gói 3. Như vậy tối đa có bao nhiêu nguyện vọng? Ông ta sẽ có 3 nguyện vọng. Để cho nè. Cái chữ đề rất nói rất là rõ, đó là gì? Đó là tiền lãi của kỳ trước sẽ được cộng dồn vô kỳ sau để tính lãi, gọi là lãi kép. Lãi kép tức là em gửi 3 năm đúng không? Vậy thì cái năm thứ nhất em nhận được tiền lãi thì cái tiền lãi đó nó được cộng vô tiền gốc luôn, thì mới lấy ra tổng cái số tiền đó đi tính lãi cho kỳ sau. Đó, hiểu đơn giản vậy đó nè. Lãi đơn có nghĩa là đơn giản vậy nè, là bây giờ thầy nói 100 triệu lớn quá, thầy nói 10 ngàn thôi, thầy gói em có 100 ngàn đồng. À, em cho bạn em đi vay mỗi tháng em lấy lãi suất nó 1% thôi, 1% trên một tháng, đúng không? Như vậy thì nếu mà cái thầy, em thấy mấy cái người làm bảo hiểm không, họ hay làm một cái bảng chiết tính cho em,
ai mà ở nhà có đi mua bảo hiểm nhân thọ ABC gì đó thì người ta sẽ lập một bản chiếu tính cho em. Rồi. Thì lúc này nếu mà lãi đơn á, đơn thì chúng ta thấy chúng ta rất là bị thiệt. Như vậy lãi đơn thì cứ tháng thứ nhất nè, đây là tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba, tháng thứ tư, tháng thứ năm, tháng thứ sáu, tháng thứ bảy đi, thì đây là tiền lãi nè em, sẽ ra ngân hàng em làm thì người ta sẽ vẽ cho em một cái bảng. Ở đây là tiền lãi thì có sao mỗi tháng, vậy ở đây là tiền tổng tiền thì có, tổng tiền cuối kỳ, cuối kỳ, cuối kỳ tức là cuối mỗi tháng mình nhận được bao nhiêu. Như vậy nếu lãi đơn thì cứ đơn giản vậy nè, vậy tháng thứ nhất thầy sẽ có là 100.000 đồng lãi 1%, vậy thì 1% tức là có 1.000 đồng mà có, đúng rồi, có 1.000 đồng một tháng, được 1.000 đồng đúng không, tại vì 100.000 mà 1% một tháng, như vậy tiền lãi một tháng theo tháng thứ nhất thầy nhận được 100 đã một 1.000 đồng đúng không, tiền lãi sau sau tháng thứ nhất thì nhận tiền lãi là 1.000 đồng, như vậy tổng tiền cuối tháng thứ nhất thì sẽ nhận được đó là 100.000 cộng cho 1.000 đồng, tức là cuối tháng 1 thầy sẽ nhận được là 101.000. Tới tháng thứ hai, tháng thứ hai do lãi đơn nên nó cũng tính trên cái lãi có 100.000 ban đầu à, chứ nó không có tính theo cuối kỳ này đâu. Lãi đơn có nghĩa là em gửi vô ban đầu bao nhiêu tiền thì nó chỉ tính lãi trên cái số tiền gửi thôi, vậy ở đây vẫn nhận có 101.000 đồng trên, tại vì cũng 100.000 ban đầu, vậy thì tổng số tiền cuối kỳ thì sẽ nhận được là số tiền cuối kỳ là 101.000, thầy sẽ lấy là 101.000 thầy cộng với cuối cái tiền lãi của cuối kỳ 2 đó là 1.000 đồng, vậy thì sẽ có 102.000 đúng chưa. Vậy tương tự như vậy sau tháng thứ ba, tháng thứ ba em cũng lại có 1.000, tháng thứ tư em cũng lại có 1.000, tháng thứ năm em cũng lại có 1.000 thôi đó. Đây là lãi đơn ha, còn lãi kép nè, đề sẽ cho em lãi kép đàng hoàng. Lãi kép là gì, là tiền lãi ở cuối kỳ được cộng dồn vào cái tiền gốc ban đầu để làm cơ sở tính lãi cho kỳ tiếp theo. Kỳ là gì, kỳ đó là một chu kỳ, tức là ví dụ mình gửi đó là lãi suất theo tháng thì chu kỳ ở đó là tháng, mình gửi lãi suất theo quý thì chu kỳ ở đó là quý, tức là sau đủ một vòng, ví dụ mình gửi là quý là 3 tháng thì cứ đủ 3 tháng thì nó sẽ tính lãi đó. Thì đi lãi này là ngân hàng đóng vai trò là người cho vay, còn em đóng vai trò là con nợ đúng không, và còn nếu mà em cho người khác vay thì em đóng vai trò là chủ nợ, còn cái đứa đi vay đóng vai trò là con nợ vậy thôi. Rồi vậy thì em sẽ thấy mấy cái người cho vay nặng lãi em thấy rất nhẹ nhàng, 100.000 đúng không, người ta hay nói 100.000 mỗi ngày góp nhiêu tiền đó, góp lãi cả gốc và lãi, thì các em sẽ thấy rất là ít, mỗi ngày đóng cho bả 2.000 thôi hoặc 1.000 thôi, mỗi ngày đóng cho bả 1.000 đồng thôi. Mấy em mới nói nhiều người nếu mà không biết á, rồi 1.000 đồng có nhiêu đâu, thử tính nha, 100.000 mỗi ngày đóng 1.000 đồng thôi, vậy có nghĩa mỗi ngày em phải trả lãi suất 1%, như vậy một tháng em phải trả tổng lãi suất là 30%, thấy cứa cổ chưa. Trong khi lãi suất ngân hàng một năm bao nhiêu, bây giờ lãi suất ngân hàng một năm, lãi suất bây giờ nó có khoảng chưa tới 6%, nó rất là thấp, bây giờ hình như tiền gửi có 3-4%, thì cho 4% một năm, tức là ngân hàng á em đi gửi tiền là 100.000, sau một năm sau em chỉ nhận được có 4.000 đồng tiền lãi thôi, mà bà này bà chơi rất nhẹ nhàng thôi. Bây giờ người ta gọi là cho vay, vay tiền góp á, vay nóng á, là cái chuyện này rất hay xảy ra đối với những người ngoài chợ á. Tức là bây giờ thì cho em lại cái nói, ê bà cho tôi mượn tiền đi, rồi thì cho mượn 1 triệu đó, mỗi ngày em góp cho thầy 10.000 thôi, góp khi nào hết thôi. Vậy thì mấy người đó mới nói ờ thì 1 triệu thì mỗi ngày góp 10.000 có nhiêu đâu, thử tính đi, 10.000 chia cho 1 triệu
có nghĩa là mấy phần trăm? Có nghĩa là 10 phần trăm, 10.000 tức là 1%. Một ngày em phải trả 1% cả gốc và lãi. Vậy thì em sẽ tính ghê chưa? Một tháng nó lên tới 30%. Mà trong khi nhà nước quy định bây giờ lãi suất mà em cho vay nặng lãi tối đa chỉ được khoảng 20% thôi. Nếu vượt số này ở tù ha. Như vậy tới cái con số này đó là cho vay nặng lãi cắt cổ luôn. Nhà nước có cái khung trần quy định, tức là ngân hàng được cho vay bao nhiêu phần trăm đó. Nhưng mà cái gọi là lãi suất mà người ta thỏa thuận á, tức là ở ngoài đời của mình được quyền thỏa thuận. Nhưng mà nó không được quá một cái con số tối đa. Thầy không nhớ rõ nhưng mà thường là 20%. Tức là 20% rồi gọi là cắt cổ rồi đó. Vậy thì nó không được cao quá lãi suất ngân hàng bao nhiêu lần đó. Thì nếu mà em cho vay vượt cái quy định của nhà nước thì người đó ở tù. Mặc dù là hai người có thỏa thuận gì thì không biết, nhưng mà cái người nào mà cho vay mà họ trả không nổi á, họ đứng ra họ khởi kiện á, thì cái người kia phải bị ở tù. Tại vì cho vay vượt quá cái khung mà nhà nước quy định. Nhà nước vẫn cho phép cho vay ở mức cứ cổ luôn nè, nhưng mà nó có một cái mức trần chứ nó không có được là gọi là thả nổi. Đó, ta nhớ cái này. Thấy ghê chưa? Đó, nên đừng thấy rằng là người ta cho mình vay mỗi ngày mày trả tao nhiêu đó thì mình phải ngồi đó mình làm phép tính mình thấy nó khủng khiếp cỡ nào. 30% mỗi ngày chỉ có đưa cho mượn 100.000 mỗi ngày trả 1.000 thôi. Rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là bây giờ lãi kép là gì? Lãi kép là gì? Vậy thì bây giờ em sẽ thấy là lãi kép nào. Lấy 100.000 cho dễ nói chuyện. Rồi. Vậy thì ban đầu em cũng gửi vô 100.000. Đúng không? Vậy thì tháng thứ nhất tiền lãi thầy sẽ có là nhiêu? Là 1.000 đồng. Đúng không? Tháng thứ nhất là tiền lãi là 1.000 đồng. Và như vậy cuối tháng thứ nhất thầy sẽ có là 101.000. Tại vì tiền vốn của thầy là 100.000 cộng tiền lãi là 1.000 nữa là thầy được 101.000. Nhưng ở tháng thứ hai á, tiền lãi của thầy là gì? Thầy phải lấy 101.000 này thầy đi tính lãi. Chứ không còn như trên nữa. Như là thầy lấy có 100.000 thì đi tính lãi được. Lấy kép mà. Như vậy lấy tiền lãi cộng vô tiền vốn. Lấy đó tính lãi cho kỳ sau. Như vậy thầy sẽ có 101.000 nhân 1%. Tức là thầy sẽ có là 1%. Như vậy thầy sẽ có là 1.010 đồng. Đó. Như vậy tiền lãi ở kỳ thứ hai là thầy có 1.010 đồng. Như vậy sau cái tháng thứ hai tổng số tiền thì sẽ có là thầy lấy 101.000 này nè, thì cộng với 1.010 đồng. Như vậy lúc này thầy sẽ có tổng số tiền cuối kỳ 2 của thầy, tức là cuối tháng 2 thầy sẽ có là 102.010 đồng. Đó. Như vậy nó hơn thấy chưa? Ở nếu mà lãi đơn của em chỉ nhận được có 102.000 thôi, nhưng mà lãi kép nó phải dư ra 10.000 đó nè. Như vậy em cứ tưởng tượng em gửi một cái số tiền rất là lớn thì có nghĩa là em cũng bị mất kha khá. Đúng không? Như vậy ở cái kỳ số 3, thì tiền lãi của mình đó là nó phải cộng vô, tức là nó lấy tổng số tiền ở cuối cái kỳ trước, tức là cái kỳ tháng 2. Đó, cuối cái kỳ tháng 2 để chúng ta vô chúng ta đi tính lại. Như vậy ở đây chúng ta sẽ lấy là gì? 102.010 đồng em nhân 1%. Như vậy ở trong cái kỳ 3 cái số tiền lãi của em sẽ có là bao nhiêu? Là 1.020,1 đồng. Đó là cái số tiền lãi em có nhân 1%, tức là chia cho 100 đi thì chúng ta sẽ ra được số tiền lãi. Sau đó cuối kỳ 3 em có cộng số tiền là nhiêu, lấy cái tiền cuối kỳ 1, cuối kỳ 2 em cộng với tiền lãi là em sẽ có được tổng số tiền em có cuối kỳ, tức là cuối kỳ 2 là tiền vốn mình có cuối kỳ thì em cộng vô là sẽ ra đây. Đó, tức là nó sẽ cộng vô vô. Tức là lấy tiền lãi của kỳ trước cộng vô cái tiền vốn của kỳ trước đó. Lấy tổng cái số tiền đó đi tính lại. Còn lãi đơn thì cứ gửi ban đầu nhiều thì cứ lấy cái đó mà tính hoài. Thì ở ngoài đời có ai cho em vay lãi đơn đâu. Lãi
người ta cho em vay là người ta phải nói là gì, lãi chồng lãi, nó lãi đẻ lãi, không có ai mà đi cho em vay cái kiểu mà à tôi cho mày 400.000 cái mỗi tháng, hiếm lắm. À, ta đi đọc vậy thì em thấy trên cái bảng lãi suất của ngân hàng nó tính là nó đã tính cho em là gì, em thấy nó tính giống cảm giác là lãi đơn, chứ thật ra ngân hàng nó tính bao nhiêu cái đầu nó tính ở trong đó. Ngân hàng là cái đội ngũ được tuyển ra từ từ cái lớp mà học ngân hàng đàng hoàng, đúng không? Nó ngồi nó tính còn hơn ai, làm gì có cửa qua nên chúng ta hiểu lãi kép là vậy đó. Để thì cái đề nó sẽ cho em rất là rõ là lãi kép là nó sẽ ghi chữ lãi kép, hoặc là nó nói là lãi của kỳ trước cộng dồn vô tiền tiền cộng dồn vô cái tiền tiền gốc của kỳ trước để tính lãi, lãi của kỳ sau cộng dồn vô tiền gốc của kỳ trước để làm cơ sở tính lãi. Đó. Còn lãi đơn ta nói lãi đơn. Đây ha. Rồi, đây là bài toán đơn giản vậy thôi. Nhớ công thức nè. Cái này là năm lớp 11 mấy em có hỏi rồi đó. Rồi, chúng ta đi qua câu số 19. À, câu số 19 là trở thành bất phương trình nào sau đây Vũ Anh ạ? À? Làm sao? Biến đổi dùm. Biến đổi con này dùm. Biến thành gì? Loga cơ số 5 của 5x tất cả bình phương. Vậy chúng ta sẽ đặt cái bình phương ở đâu? Vẽ trong này tách thành gì? Của 5 cộng. Đúng không? Nhớ chỗ này ha. Cái dấu bình phương là dấu bao bọc cả cái con loga. Rồi. Như vậy ở đây em sẽ trừ đi 3 loga mấy nè? 5 mũ. 1 phần 2 chia trừ 5 bé bằng 0. Rồi. Biến đổi tiếp nào. Bằng gì đây? Loga ý trừ không à, nó hỏi tương đương, như vậy chúng ta đặt t đi, vậy suy ra thành gì, trừ 6t trừ 5 bé bằng không, đúng không? Rồi bắt đầu chúng ta đi rút gọn lại đây, khai triển hằng thức ra, vậy à, t bình chuyển qua bên kia đi, ấy quên, t bình đang muốn cộng chuyển làm gì, à, chọn câu à. Ở đây người ta không yêu cầu em giải bất phương trình mà nó chỉ là hỏi em phép biến đổi tương đương thôi, nên ở đây chả cần đặt điều kiện làm gì đâu, người ta đâu có yêu cầu mình đi giải đâu. Đó là câu số 19. Câu số 20. À, câu 20 người ta yêu cầu em tìm tập hợp các nghiệm à, các cái giá trị của em ngồi để cho cái phương trình này có đúng một nghiệm. Như vậy thầy sẽ làm như sau, thầy sẽ viết lại phương trình đó là 3 mũ x cộng cho 3 bằng m nhân căn của 9 x cộng 1. Thế thì ở đây thầy sẽ thấy thầy đặt t được nào. Thầy đặt t nó sẽ bằng là 3 mũ x t lớn hơn 0. Thế thì sẽ suy ra là t cộng 3 nó sẽ bằng là m căn bậc 2 của t bình phương cộng 1.
Người ta hỏi M và M đây mũ 1 thì hoàn toàn có thể đi cô lập M. Như vậy thì suy ra được là M sẽ bằng là T cộng 3 chia cho căn của T bình phương cộng 1. Đúng chưa? Đây chính là vậy, thầy đi đặt cái này là bằng FT. Vậy em sẽ thấy đây là phương trình hoành độ giao điểm giữa M và FT. Đúng không? Cô lập, đây gọi là phương pháp cô lập M. Nó mũ 1 mà, vậy cô lập. Vậy đây là phương trình hoành độ giao điểm giữa một cái hàm hàm đó là y bằng m và một cái hàm số ft. Vậy thì muốn có một điểm thì chúng ta sẽ đi khảo sát cái con ft này. Thì chúng ta sẽ đi khảo sát hàm số ft. Rồi. Vậy muốn khảo sát điều đầu tiên chúng ta sẽ đi lấy hàng này là tập xác định là thỏa ở trên là t lớn hơn không rồi thì đi lấy đạo hàm là f phẩy t nó sẽ bằng gì, đây là u chia v để u phẩy đó là bằng một nhân cho căn của t bình cộng một trừ rồi, t cộng 3 nhân cho v phẩy đó là 2t chia cho hai nhân căn của t bình cộng 1. Đúng chưa? Chia cho thằng này bình phương là t bình cộng 1. Đó, đã đi lấy đạo hàm. Chúng ta đi rút gọn lại, chúng ta nhân cái thằng này đang ở dưới mẫu đúng không? Huy động lên thì em sẽ có là t bình phương cộng 1 trừ cho 2 chia 2 mất cộng t nhân t cộng 3. Đó. Rồi. Thì ở đây ở dưới cái con này nó đang nằm dưới mẫu đem xuống mẫu luôn. Vậy chúng ta sẽ có là gì? Ta có là căn của t bình phương cộng 1 nhân cho t bình phương cộng 1. Đó, đấy là để lấy đạo hàm xong rồi đó. Ở đây sẽ bằng là t bình trừ t bình hết, em còn lại là 1 trừ cho trừ 3t, vậy là trừ 3t cộng 1 chia cho này căn bậc 2 của t bình cộng 1 nhân cho t bình cộng 1. Đó là chúng ta đi khảo sát cái hàm ft. Như vậy sau khi khảo sát rồi em cho f(t) bằng 0. Như vậy ở đây chúng ta sẽ cho là cái nguyên cái này bằng 0 thì em sẽ thấy là 3 cộng t 3 trừ 3 trừ 3t cộng 1 bằng 0. Em tương đương là t bằng. Sau đó chúng ta đi vẽ bằng nguyên thi. Rồi. Bản biến thiên ở đây chúng ta sẽ có ở đây là t, ở đây là f phẩy t và đây là ft. T của chúng ta chỉ lấy từ 0 tới dương vô cùng mà thôi. Rồi còn bên đây em sẽ bỏ. Và ở đây nó xuất hiện t bằng 1 phần 3 nó nằm trong cái đoạn này. Để ở đây lấy số 0. Đây là nhị thức bậc nhất. Dấu của cái f phẩy t thì ta thấy nguyên cái phần ở dưới đây nó luôn dương rồi nè. Vậy thì nó âm dương nó phụ thuộc vào cái con ở trên. Đây đây là nhị thức bậc nhất, nhị thức bậc nhất. Vậy bên phải số 0 cùng dấu với A, đây là dấu trừ, đây là dấu cộng. Thì ta sẽ có được một bảng biến thiên như sau, đó là lên xuống. Thì lúc này em sẽ đi tính điền các đầy đủ các cái giá trị vào ở trong cái bảng này thì cái FT của chúng ta nãy là em đặt cái chỗ này nè đúng không? Vậy ứng với T bằng 0 chúng ta thế vô thì chỗ này em có là bằng 3. Ứng với T bằng dương vô cùng thì chúng ta lấy liêm của nó đi, chúng ta thấy bậc tử là một, bậc mẫu cũng là một, thế vô ở đây em sẽ ra là một. Còn không nữa thì chúng ta đi canh nè. Ta có là gì? Đó là alpha x cộng cho 3 là biểu thức của FT chia cho căn bậc 2 của alpha x bình phương cộng cho 1. Đúng không? Dương vô cùng, chúng ta can một con số vô cùng lớn là 1 nhân 10 mũ 9 đi. Thì chúng ta thấy là nó bằng 1 nè. Đúng không? Rồi. Chúng ta can ngay 1 phần 3 cái nó ra bao nhiêu? 1 phần 3. Thì nó bằng căn 10. À, như vậy ở đây là căn 10. Đúng chưa? Như vậy đã vẽ được cái bảng biến thiên của FT. Và chúng ta có đây là phương trình hoành độ giao điểm giữa
y bằng m và y bằng ft, mà y bằng m nó là một hàm hàm, như vậy nó sẽ là một hàm 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 thì nó xong, nó vuông góc với trục tung, tức là nó cắt ngang cái đồ thị ft. Vậy đây chính là được y bằng m. Như vậy số giao điểm giữa y bằng m và ft đó là số nghiệm của phương trình, người ta yêu cầu chỉ đúng một nghiệm thôi. Như vậy chúng ta sẽ thấy có hai vị trí, đó là phương trình có đúng một nghiệm. Thì chúng ta thấy là cái đường y bằng m nó có thể tiếp xúc với cái đồ thị này ngay tại cái điểm này nè, đúng không? Vậy nó tiếp xúc khi m bằng mấy? Khi m bằng căn 10. Khi m bằng căn 10 thì nó sẽ tiếp xúc ngay cộng này. Cái thứ hai là em sẽ thấy là cái đường này nếu mà nó nằm ở trong lưng lửng giữa 3 và căn 10 thì nó sẽ cắt cái đồ thị này ngay tại hai điểm, tức là nó có hai nghiệm. Như vậy nếu mà nó nằm dưới con số 3, dưới con số 3 và trong khoảng con số 1 thì nó sẽ có, tức là nó phải lớn hơn 1 và bé hơn 3. Đúng không? Thì nó sẽ nằm ở dưới đây thì nó chỉ cắt có một nghiệm thôi, cắt cái FT chỉ có tại một điểm thôi. Vấn đề ở chỗ này là chúng ta có lấy bằng 1 hay bằng 3 được hay không? Quan trọng là chúng ta phải trả lời là có lấy bằng 3 hay bằng 1 được hay không? Thấy rằng với M mà bằng 1 thì em nhìn lên đây là x bằng dương vô cùng. Mà dương vô cùng chúng ta đâu có bao giờ chúng ta trả lời cái nghiệm là dương vô cùng đâu, không bao giờ. Như vậy chúng ta sẽ không lấy con số 1. Tại bằng 1 nó đâu có một cái giá trị x cụ thể nên chúng ta không lấy con số 1. Thì ngay con số 3 chúng ta có lấy được cái m bằng 3 được hay không? Vậy thì em kiểm chứng em sẽ thấy với m bằng 3 em chiếu lên thì em sẽ thấy là có gì? Nếu mà ở đây m bằng 3 thì em sẽ thấy là em có hai giá trị, đó là t bằng 0 đúng không? Và ở đây nó cắt tại một cái điểm nữa. Chiếu lên đây thì em hoàn toàn đọc được một cái giá trị x, x1 gì ở đây nè. Mà có x1 thì chắc chắn em đọc được. Tại vì vô cùng em đọc cũng được thôi, những cái giá trị này chắc chắn là đọc được, tức là t bằng x1 mà x1 này dương. Thì chúng ta sẽ thấy ứng với m mà bằng 3 thì chúng ta sẽ thấy có hai giá trị của t. Nhưng cái t nó được công nhận là nghiệm khi nào? Khi nó lớn hơn không. Như vậy con t bằng không này chúng ta loại. Con này t lớn hơn không chúng ta nhận. Như vậy với m bằng 3 phương trình vẫn chỉ có một nghiệm t mà thôi. Một nghiệm t sẽ ra một nghiệm x chứ gì. Như vậy nó vẫn với m bằng 3 phương trình cũng chỉ có một nghiệm mà thôi, nhưng mà ở đây có dấu bằng. Học. Như vậy cuối cùng chúng ta sẽ có tập nghiệm là m bằng căn 10 hoặc m lớn hơn 1 bé bằng căn 3. Chúng ta chọn câu D. Thảo, kiếm nào. Các em lưu ý cái phần này nha, là khi mà mình chạy với cái đầu mút á, rất là quan trọng. Chúng ta phải có một cái suy luận để coi chúng ta có lấy được hay không. À, chúng ta thấy cái đồ thị của chúng ta cho cái đường IM nó nằm đây nè. Đó, thì nó cũng cắt, nếu mà M bằng 1 thì nó sẽ nằm đây luôn nè. Nó cắt cái đồ thị cũng ngay số 1. Nhưng mà ngay cái số 1 là ngay cái giá trị x của em đó là dương vô cùng. Chúng ta không có đọc được, dương vô cùng không đọc được. Ngay còn ở trong khoảng 1,3 thì cắt tại một điểm là khỏi nói rồi, tất cả một điểm dương là thỏa nghiệm rồi. Nhưng mà nếu mà m của em nó bằng 3, như vậy cắt ở đây là bằng 3 và ở đây là một điểm nữa, thì chúng ta thấy chiếu đây lên thì nó ra một cái giá trị của t, chứ xin lỗi t1 đi, thì cái con t này chúng ta sẽ thấy là nó lớn hơn không, vậy nó thỏa đi kỳ nghiệm. Nhưng mà cái con m bằng 3 nè, nhìn vô đây là t bằng 0 nè. Tại vì t bằng 0 thì chúng ta ra ft bằng 3. Như vậy thì cái m bằng 3 nhìn lên đây ứng với t bằng 0, mà điều kiện chúng ta lấy là t phải lớn hơn 0. Như vậy chúng ta loại cái nghiệm này. Như vậy cuối cùng m bằng 3 nó chỉ có một nghiệm nhận thôi. Vậy câu 20 chúng ta còn câu D. Rồi chúng ta làm câu 21. Lên kiểm không lên?
Thảo Uyên. Alo. Giải dùm câu này đi. Làm sao? Đặt chi cho mệt. Có gì chung? Để đây còn. Đây là phương trình gì? Phương trình tích đúng không? Vậy thì 2 mũ 2019 mũ trừ x bằng, hoặc là x cộng 3 bằng, ở đây là mũ đúng không? Kết quả ta đã biết nó luôn sao? A mũ luôn dương. Đến đây là vô nghiệm đúng không, mũ thì luôn dương, thì chúng ta chỉ còn một nghiệm là biết bằng còn con à. Cứ mũ là luôn dương nhớ nha, đừng nói với thầy đây ít ra dương vô cùng nha, không có đâu nha, dương vô cùng đâu đọc được đâu. Rồi đó là câu 21. Câu 22. Đây, câu 22 người ta yêu cầu mình là đi khảo sát cái hàm số này và tìm cái giá trị nhỏ nhất của cái hàm số. Đề thi nó cho như thế này. Tức là cái kết quả của cái giá trị nhỏ nhất đó nó có dạng như vậy thì bắt buộc em phải đi đi giải bằng tay thì em mới ra được cái kết quả và em đi đồng nhất hệ số AB bằng bao nhiêu, đúng không? Như vậy lúc này chúng ta thấy là đi tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất trên đoạn thì dễ rồi, chúng ta đi lấy đạo hàm đúng không? Thì đạo hàm con này em sẽ ra là lấy đây là căn u, vậy u phẩy ở đây là 2x đúng không, 2x chia cho 2 căn của x bình phương cộng 2 trừ đi len x đạo hàm nó là 1 trên x. Chờ. Nên x đạo hàm là 1 trên x. Này, lúc này cho đạo hàm bằng 0 để đi tìm nghiệm coi. Đúng không? Thì giờ chúng ta tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất đấy. Thì chúng ta sẽ tương đương quy đồng nào. Và em còn là x nhân cho căn của x bình phương cộng 2. Ở bên đây 2 chia 2 mất quy đồng nên em có đây là x bình phương trừ cho căn của x bình phương cộng 2 bằng 0. Mà đây là phương trình thì mẫu nó đã khác không rồi, không bao giờ bằng không đâu ha. Mẫu khác không thì chỉ cho tử bằng không thôi, vậy thì ra là x bình phương trừ cho căn của x bình phương cộng 2 bằng 0. Vậy thì sẽ tương đương là x bình phương bằng căn của x bình phương cộng 2. Giá đây em nào đặt t là bằng x bình phương nó dương. Như vậy lúc này thầy sẽ suy ra được đó là t bằng căn của t cộng 2. Đúng chưa? T là dương dương rồi, bình phương hai vế, hai thằng này dương bình phương hai vế. Vậy em sẽ có là t bình phương bằng t cộng 2. Thì tương đương nó sẽ là t bình phương trừ t trừ 2 bằng 0. Thì suy ra được có hai nghiệm t đó là t bằng trừ 1, a trừ b cộng c bằng 0 và t bằng 2. T bằng trừ 1 vi phạm cái điều kiện t phải dương, vậy con này chúng ta loại. T bằng 2 lớn hơn 0 nhận. Đây, điều kiện nào? T bằng x bình. Như vậy chúng ta trả về là x bình phương nó sẽ bằng 2 suy ra x nó sẽ bằng cộng trừ căn 2. X nó bằng căn 2 hoặc là trừ căn 2. Mà chúng ta người ta yêu cầu chỉ xét trên đoạn là 1, 2. Như vậy con trừ căn 2 này chúng ta loại. Đó là nó không thuộc cái khoảng cái đoạn mà chúng ta cần khảo sát là 1, 2. Đúng chưa? Và cái bài số 2 là số 3 trong hồi mà em học đầu năm đi tìm nguyên bắc trên đoạn thì lúc này chúng ta thấy là chúng ta đã đi tìm các nghiệm rồi, thì lúc này em chỉ cần đi tính giá trị của hàm số tại các đầu mút thôi, không cần vẽ bảng biến thiên. Chúng ta đi tìm f tại 1, đi tìm f tại 2 và đi tìm f tại căn 2. Coi con nào nhỏ nhất thì chúng ta chọn đó là f min.
Vậy chúng ta sẽ thế vào. Vi y bằng 1 thì thế vô đây nó sẽ ra căn 3. Đúng chưa? Căn 3. Với y bằng 2 thì thế về 2 bình phương là 4. 4 cộng với 2 là 6, tức là căn 6. Thầy trừ đi lên 2. Với y bằng căn 2 thì thế vô đây căn 2, 2 bình phương, căn 2 bình phương là 2, 2 cộng 2 là 4, căn 4 là 2. Thầy trừ đi lên của căn 2. Chưa? Như vậy em lấy máy tính ra em bấm coi ba thằng này thằng nào nhỏ nhất thằng đó sẽ là min. Căn 3 là bằng 1,7. Căn 6 trừ đi lên 2. Hồi nãy 1,73 này 1,75 thì con này không phải min rồi. Lấy 2 trừ đi lên của căn 2. Nó bằng 1,6, như vậy con này nhỏ nhất, vậy con này là min nè. Thì cái này chính là F min nè. Đó, nó sẽ bằng là 2 trừ len của căn 2. Đúng chưa? Mà người ta nói giá trị nhỏ nhất nó được viết dưới dạng đó là A cộng B lên A. Thì chúng ta phải biến đổi nha. Đây, nó được viết dưới dạng là A cộng B lên A. Vậy ở đây thầy sẽ biến đổi là gì? 2 trừ đi len căn 2, 2 căn 2 là 1 phần 2 đem ra trước là trừ 1 phần 2 len của 2. Đúng chưa? Như vậy thầy ở đây thầy sẽ thấy là con A của thầy là bằng bằng 2 và con B của thầy bằng trừ 1 phần 2. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ thấy là A bằng trừ 4B, 2 nhân cho trừ 4. À, cái gì? Trừ 4 nhân cho trừ 1 phần 2 là 2 là bằng A. Vậy chọn câu A. Đúng không? Đó. Tức là đây là bài toán tìm min max trên đoạn. Để tìm min max trên một đoạn thì chúng ta các bước là chúng ta đi tìm đạo hàm, giải cái phương trình đạo hàm bằng không, giữ lại các cái nghiệm nó thuộc cái đoạn mà chúng ta cần đang khảo sát thôi. Và lúc đó em đi tính giá trị của các cái của hàm số tại các điểm bao gồm cả hai đầu với cái điểm mà nó làm cho đạo hàm bằng không á, mà nó thuộc cái đoạn mà chúng ta khảo sát á, thì chúng ta đi tính hết giá trị của hàm số tại các điểm đó. Sau đó em đi so sánh giá trị của các cái giá trị đó coi cái con nào nhỏ nhất thì em sẽ chọn là f min. Đó. Thì những cái dạng bài này là gì, nó xóa sạch cái tư duy mà đi ngồi đó bấm máy tính. Và nó cho dưới dạng là một cái kết quả thay vì là gì, một cái bài thông thường là nó chỉ cho em vậy nè, là đáp án ABC viết tới đây thì em hoàn toàn có thể nhiều khi em can vô đúng không? Thì bây giờ người ta sẽ loại cái chuyện đó, người ta sẽ đặt cái kết quả này bằng A cộng B lên A. Vậy hỏi rằng đó là mối quan hệ giữa AB như thế nào trong bốn đáp án. Rồi, tiếp theo. Thiên kịp không? Tiếp nha. Còn hai câu nữa, mấy câu nữa, trời quá. Rồi, câu số 23. Câu 23 thì các em thấy nó hơi rối thôi, chứ thật ra mình thấy nó liên quan tới hàm đẳng thức đúng không? Vậy thì em sẽ có là loga cơ số 2 của ít tất cả bình phương trừ đi 4038 thì viết lại 2 nhân 2019 nhân loga cơ số 2 của ít cộng cho 2019 bình phương. Bên đây cộng cho x bình phương trừ 2020 nhân x, mà phương trình nếu mà ở hàm đẳng thức thì có số 2 riêng ở ngoài, thì số 2 thì tách ra thì sẽ còn là 2 mũ 2019 đúng không, cộng lại nó ra 2 mũ 2020 nè, nhân cho x cộng cho nhiều 2 mũ 4038 thì sẽ viết thành 2 mũ 2019 tất cả bình phương này bé bằng không. Vậy em sẽ tương đương đây là hàm đẳng thức số 2 là loga cơ số 2 của x trừ đi 2019 tất cả bình phương
cộng cho x trừ đi 2.000, 2 mũ 2019 tất cả bình phương nó bé bằng 0, đúng chưa? Thì chúng ta nhận thấy đây là tổng của hai bình phương thì nó luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy ở đây chúng ta thấy là trường hợp bé hơn 0 là nó vô nghiệm rồi, chỉ còn dấu bằng là nó có nghiệm thôi. Như vậy bất phương trình này nó sẽ có nghiệm là gì? Khi loga cơ số 2 của x trừ 2019 bằng 0 và x trừ 2 mũ 2019 bằng 0. Tại vì tổng hai bình phương là luôn dương rồi, đúng không? Như vậy chỉ còn trường hợp là xảy ra dấu bằng thôi. Mà tổng hai bình phương mà bằng 0 thì từng thằng bằng 0 nó chỉ có nghiệm duy nhất em đã học hồi cấp dưới là A bình cộng B bình bằng 0. Thì chỉ có một trường hợp là A bằng 0 và B bằng 0 mà thôi. À, lúc này ta đi giải cái này thì em sẽ tương đương là gì? Đó là loga cơ số 2 của y bằng 2019, vậy em sẽ ra y bằng 2 mũ 2019, nó trùng đối với cái nghiệm bên dưới luôn, đúng không? Vậy ở đây là chúng ta nhận là kết quả là y bằng 2 mũ 2019, chúng ta chọn câu C. Thớt. Rồi sao? Được chưa? Hả? Chúng ta nhớ nha, phần biện luật rất là quan trọng. Chứ đừng rối là ủa sao thấy hai cái bình phương mà nó âm nó bé hơn không? Thì bé hơn không là không có có dấu bé không tồn tại rồi đó. Nhưng mà còn dấu bằng kia kìa, còn dấu bằng không đi nè. Rồi, ta giải câu 24. Đây là những câu khó ở sao ha, làm việc sao. Rồi, người ta cho cái biểu thức này, vậy thì bấm máy tính cũng vô bổ, làm sao mà bấm được. Thí dụ người ta còn cho đáp án ABCD gì đó, còn ở đằng này nó cho chữ dạng là căn A cộng B, nó ra một kết quả và nó gì, nó bắt đầu nó thay bằng các cái ký tự. Vậy thì lúc này bắt buộc em phải đi giải ra coi cái kết quả này bằng bao nhiêu. Thì chúng ta nhận thấy rằng là gì, chúng ta có là căn của 6 trừ 2 nhân căn 5, thì em thấy rõ ràng có liên quan tới hằng đẳng thức. Số 6 thì tách ra thành số 5 trừ 2 căn 5 cộng 1, đúng chưa? Tất cả mũ 2019 hãy nhân cho căn 5 cộng 1 tất cả mũ 2020, em chia cho 2 mũ 4036 thì bằng gì? Căn của 5 trừ 2 thì ở đây chính là hằng đẳng thức nè. Ở đây chính là hằng đẳng thức gì? Đó chính là căn 5 trừ 1 tất cả bình phương, đúng không? Hằng thức số 2. Mà bình phương lấy căn nữa, như vậy mất luôn cái dấu bình phương. Như vậy em sẽ còn là căn 5 trừ 1 tất cả mũ 2019 nhân cho căn 5 cộng 1 tất cả mũ 2020. Mũ 2020 thầy sẽ tách ra cho nó na ná bên đây. Thầy sẽ tách thành 2019 nhân cho căn 5 cộng 1, được không? Rồi, tất cả cái này thì chia cho 2 mũ 4036, thì bên đây bằng hai con này nhân lại em sẽ thấy là gì? Nó sẽ ra là căn 5 trừ 1 nhân cho căn 5 cộng 1 tất cả mũ 2019. Mà hai thằng này là hằng đẳng thức số 3, vậy em ra là căn 5 bình phương là 5, 5 trừ 1 là 4. Như vậy em ra 4 mũ 2019, đúng chưa? Mà 4 mũ 2019 ở đây thầy viết dưới dạng cơ số 2 ở dưới, vậy thì bình phương lên thì cái này nó sẽ bằng tách ra 2, 4 thành 2 mũ 2, vậy 2 mũ 4038, đúng chưa? Vậy ở bên đây là 2 mũ 4038 chia cho 2 mũ 4036 nhân cho nhiêu? Nhân cho căn 5 cộng 1. Đúng không? Vậy lúc này chúng ta bằng 2 mũ 4038 chia cho 2 mũ 4036 chia cùng cơ số, tức là lấy số mũ trừ nhau. 38 trừ 36 còn 2, 2 mũ 2 là 4. Căn 5 cộng 1. Như vậy ta ra kết quả là 4 căn 5 cộng 4. Đề cho đáp án có dạng là gì? Căn A cộng B,
Vậy ta phải viết lại thành căn. 4 đem vô là 16, 4 bình là 16, 16 nhân 5 là 80, như vậy căn 80 cộng 4. Vậy lúc này các em sẽ suy ra được chữ A của em chính là nhiêu? 80. Và chữ B của mấy em là 4. Lúc này người ta hỏi A bình trừ B mũ 6 bằng bao nhiêu? Lấy máy tính ra bấm. A bình đó là 80 bình phương trừ cho bao nhiêu? B mũ 6 là 4 mũ 6 bằng 2304, 2304. Vậy bằng 2304. Chúng ta chọn câu C. Được chưa? Đó. Như vậy bài này chúng ta đã thấy chúng ta sử dụng rất nhiều kỹ năng của các phép biến đổi mà em đã từng học ở cấp 2. Đó là phải nhìn nhận ra được là cái này chính là hằng đẳng thức nè. Rồi. Cái thứ hai là viết ở đây là thằng này mũ 2019 mà bên đây mũ 2020 thì phải biết tách ra là 2019 nhân với số 11. Rồi lại có cái kiến thức là A mũ M nhân cho B mũ M thì nó sẽ bằng là A nhân B tất cả mũ M là đây nè. À. Rồi sau đó lại có kiến thức là gì? Là A mũ M chia cho A mũ N thì nó sẽ bằng A mũ M trừ N nè. Là đây nè. À, đây nè. Đó. Đúng không? Nó rất nhiều các kiến thức mà đã học từ hồi xưa tới giờ được xài trong. Rồi, thì sẽ giải cho em câu cuối cùng. Rồi em nghĩ ha. Câu cuối cùng. Rồi. Thì ta nói gọi ớt là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để nằm trong tất cả các cặp của x y thỏa mãn là loga của cái này nè lớn hơn bằng 1, đồng thời tồn tại duy nhất một cặp x y sao cho cái này nè nó bằng 0, tính tổng các giá trị của ớt. Thì chúng ta hiểu đây là bài toán nó là gì? X y nó là nghiệm của phương trình loga, nó cũng chính là nghiệm của phương trình này, như vậy nó chính là nghiệm của hệ phương trình là loga cơ số x bình phương cộng y bình phương cộng 2 của 4x cộng 4y trừ cho 4 lớn hơn hoặc bằng 1. Và phương trình dưới đây là 3x trừ cho 4y cộng cho m bằng 0. Như vậy thì người ta yêu cầu là gì? Nó chỉ có là gì? Nó chỉ có tồn tại duy nhất một cặp xy thôi. Đúng không? Như vậy cái hệ phương trình này có duy nhất một cặp nghiệm. Là XY. Nó có duy nhất một cặp nghiệm XY. Chờ. Vậy lúc này thầy sẽ đặt đây là phương trình bất phương trình số 1, đây là phương số 2. Phương trình số 1, bất phương trình số 1 chúng ta đi giải như sau. Em sẽ có là gì loga ở đây chúng ta thấy y bình cộng 2 cơ số ở đây chắc chắn nó lớn hơn 1 rồi, như vậy không đảo chiều. Vậy thầy sẽ suy ra được là 4x cộng cho 4y trừ 4 nó sẽ lớn hơn hoặc bằng là x bình phương cộng y bình phương cộng cho 2. Vậy lúc này thầy biến đổi đó là y bình phương trừ cho 4x thì chuyển về bên tay trái nè, tay phải nè, cộng cho y bình trừ cho 4y thì cộng 6 bé hơn bằng 0, đúng chưa? Mà em sẽ thấy y bình như thế này nè thì em thấy nó quen quen, đó là năm lớp 10 em đã được học đầu tiên, đó chính là phương trình đường tròn. Phương trình đường tròn tâm y AB có bán kính R sẽ có dạng là gì? Có dạng là x trừ a tất cả bình phương cộng y trừ b tất cả bình phương bằng R bình phương. Đúng chưa? Như vậy chỗ này chúng ta sẽ nhận thấy nó là gì? X bình trừ 4x cần chuyển thành hằng đẳng thức số 2, vậy ở đây chúng ta thêm số 4 vô. Đúng rồi, nó đang thiếu số 4. Cộng y bình trừ cho 4y cộng cho 4, nó đang thiếu 4. 4 cộng 4 là 8, ta chỉ có 6 thôi, như vậy ta phải đi trừ 2 bé hơn bằng 0. Vậy thầy sẽ viết lại đây là gì? Đây chính là gì? Đó là x trừ 2 tất cả bình phương cộng y trừ 2 tất cả bình phương nó sẽ bé hơn hoặc bằng 2. Ok chưa? Ra phương trình đường tròn chưa? Đây, đây chính là phương trình đường tròn. Phương trình đường tròn này nó sẽ có tâm y là 22
và nó sẽ có bán kính là R bằng căn 2. Đúng không? Đây là phương trình đường tròn. Như vậy em hình dung như thế này là người ta đã cho em một bớt phương trình, đó là dưới dạng là một đường tròn. Và đường tròn này nó có tâm y và nó có là bán kính R. Đúng không? Và phương trình này đó chính là phương trình đường thẳng. Vậy giữa đường tròn với đường thẳng nếu có nghiệm duy nhất chỉ là gì? Chỉ là tiếp xúc thôi. Như vậy thì muốn cái hệ này có nghiệm duy nhất thì đường thẳng delta nó phải tiếp xúc đối với đường tròn thì nó sẽ có nghiệm duy nhất. Như vậy, đây là gì? Đây là đường delta. Delta của em đó là 3y trừ cho 4y cộng m ở bằng 0. Nó sẽ có nghiệm duy nhất. Nó tiếp xúc, còn nếu nó cắt ở trong nó sẽ có hai nghiệm. Dĩ nghiệm duy nhất. Vậy lúc này chúng ta mới học mặt cầu rồi, chúng ta cũng nhớ quen quen đúng không? Để ở đây là đường tròn thì dễ hơn. Để cho đường thẳng tiếp xúc với đường tròn có nghĩa là delta tiếp xúc với đường tròn C này nè. Khi và chỉ khi nào? Khi và chỉ khi khoảng cách từ tâm y cho tới đường thẳng delta nó sẽ chính là bằng bán kính. À, như vậy thì chúng ta sẽ có khoảng cách từ một điểm tới đường thẳng thì mình đã quen rồi. Năm lớp 10 chúng ta cũng được học cho đường thẳng delta là gì? Cho đường thẳng delta đó là AY cộng BY cộng C bằng 0. Thầy có một cái điểm tính khoảng cách từ điểm M có tọa độ X0, Y0 cho tới delta thì nó sẽ bằng là gì? Trị tuyệt đối của AY0 cộng BY0 cộng C chia cho căn bậc 2 của độ dài vector pháp tuyến là A bình cộng B bình. Đó, thầy là khoảng cách. Vậy bên đây thầy sẽ viết lại thành như thế nào? Thầy sẽ suy ra là khoảng cách từ tâm y có tọa độ 22 đến đường thẳng delta đó là 3y trừ 4y cộng m. Vậy nó sẽ bằng là 3 nhân cho x0 đó là tọa độ của x của y là 2 trừ cho 4 nhân cho 2 cộng cho m chia cho căn bậc 2 của độ dài vector pháp tuyến là 3 bình phương cộng cho 4 bình phương trừ 4 bình phương. Đúng không? Nó sẽ bằng R là bằng căn 2. Vậy chúng ta tương đương là gì? Chúng ta tương đương là trị tuyệt đối của M 3 nhân 2 là 6, 6 trừ 4 nhân 2, 4 nhân 2 là 8, 6 trừ 8 còn trừ 2. Chia cho ở dưới đây căn 3 bình cộng 4 bình là 25 còn 5. Vậy nó bằng căn 2. Vậy thầy sẽ tương đương là trị tuyệt đối của M trừ 2 nó sẽ bằng 5 căn 2. Đúng chưa? Như vậy, lúc này em sẽ giải phương trình trị tuyệt đối. Năm lớp 10 em đã được học phương trình tuyệt đối. Ta sẽ có hai trường hợp, đó là M trừ 2 nó sẽ bằng 5 căn 2 nếu M lớn hơn hoặc bằng 2. Còn M trừ 2 nó sẽ bằng là trừ 5 căn 2 nếu M bé hơn 2. Vậy em sẽ suy ra được có hai nghiệm M là M bằng 2 cộng 5 căn 2 và M bằng 2 trừ 5 căn 2. Con này lớn hơn bằng 2 nhận, con này bé hơn 2 nhận. Như vậy M chúng ta sẽ có hai giá trị. Và người ta yêu cầu mình làm gì? Mình đi tính tổng các cái giá trị của M. Đúng không? Như vậy ta tính tổng các giá trị của M. Như vậy S nó sẽ bằng là gì? 2 cộng 5 căn 2 cộng 2 trừ 5 căn 2 nó sẽ bằng 4. Như vậy chúng ta sẽ chọn câu B. Rồi, đây bài này. Rồi ha. Nghe. Hả? Đâu? Người ta có lấy dấu bằng mà. Cái logo có dấu bằng mà. Trình độ dài nào? Cái nào? Cái khoảng cách đó hả? Ủa, ở đây nè, nhìn kỹ cái đề nè, người ta nói là tìm tập hợp giá trị M để cái cặp nghiệm XY này thỏa mãn là đồng thời là nghiệm duy nhất.
Như vậy nếu nếu mà em lấy dấu bé hơn, có nghĩa là đường thẳng nó sẽ cắt vô trong đúng không? Đường thẳng nó cắt vô trong, vậy cái hệ của em có mấy nghiệm? Nó sẽ tồn tại hai nghiệm đúng không? Còn ở đây là nó cặp nghiệm duy nhất có phải là tiếp xúc là duy nhất không? Đường tròn với đường thẳng tiếp xúc thì có nghiệm duy nhất, còn nếu mà cái đường em lấy dấu bé hơn thì cái đường thẳng của em nó nằm cắt cái đường tròn rồi, thì nó sẽ có hai cặp ít đi lận. Hả? Đây là cái đường tròn của chúng ta vẽ ra, phải là đường tròn đó là gì? Đây là cái đường tròn, sau đó là cái tập nghiệm của cái bất phương trình này là tất cả cái giá trị của cái miền trong cái đường tròn này chứ gì nữa. Đúng không? Nó phải hình thành một cái đường tròn có bán kính căn 2, còn tất cả bé hơn hoặc bằng 2 tức là cái miền nghiệm đó là cái miền này nè. Là bao gồm luôn nha. Đúng không? Bữa hổm chúng ta học cái miền nghiệm có phân biệt được dấu bằng với dấu bé hơn hoặc bé hơn bằng không? Miền nghiệm là lấy luôn cái cả trên cái gì, cả trên cái đường và cả cái điểm trong này luôn nè, cả ở bên trong này luôn nè. Nhưng mà nếu mà em lấy cái điểm bên trong này nó cắt luôn mấy điểm, quá trời điểm luôn đúng không? Nó cả đống luôn, mà người ta chỉ yêu cầu em có một nghiệm duy nhất thôi, vậy chỉ tiếp xúc thôi, được chưa? Bài này hơi khó ha, bài này hơi khó. Như vậy các em thấy tầm quan trọng của kiến thức năm lớp 10 chưa? Chúng ta xài rất rất là nhiều của lớp 12. Đó. Rồi, như vậy các em về các em xem lại cái đề này, thì có gì không hiểu thì hỏi ha. Bữa sau chúng ta sẽ học liên quan tới bài toán min max thực tế. Đó. Rồi, hôm nay chúng ta ngừng ở đây ha.